Chúng ta làm một cái bài, cùng nhau làm một cái bài. Cái bài này là cái bài trong cái cuốn sách của tôi, nhưng mà nó cái bài này là nằm trong cái phần C, là phần nó không có lời giải. Chúng tôi nhớ lại một chút nhé, là cái cuốn sách mà tôi viết ấy, tuyển tập đề thi tin học trẻ ấy, thì nó có 3 phần A, B và C. A là tuyển tập những cái đề tin học trẻ ở cái mức, ở cái khối, ở cái vòng sơ khảo và vòng trung khảo. Thì cái phần đó, phần A là có tất cả đều có lời giải hết. Phần B là tôi tuyển tập một số cái đề khó hay, phần B cũng có lời giải. Phần C là cái phần mà những cái đề thi của những tỉnh địa phương, thì phần C nó không có lời giải. Phần một phần nó dài quá, cho nên không có thể, không có điều kiện để đưa hết vào vào trong lời giải. Mà chúng ta sẽ làm thử một cái bài trong trong cái phần C nhé, để cho các xem cái bài này, cái bài tôi có cho các bạn cái bài đó nhé. Đây, cái bài đó là bài đề bài như này, là cái bài là nó gọi là không thích số 3. Đây là cái đề, đây cái bài của cái huyện Sơn Trà, Đà Nẵng 2022. Cái đề này tôi thấy hay, tôi rất hay, mà tôi chúng ta cùng nhau giải nó nhé. Đề bài là như sau. Nôm na là chúng ta có cái dãy số 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16. Cái dãy này nó có thể là vô hạn. Và nó có như sau. Đây là dãy gồm các số thỏa mãn hai điều kiện. Một là không chia hết cho 3, và hai là không kết thúc bởi 3. Nha. Đấy, thì đầu bài là cho trước cái số K bất kỳ, và tính xem cái số thứ k trong dãy này là số nào. Ví dụ là với k bằng 3 thì nó là đáp số, tức là 4. K bằng 4 thì nó là 5. K bằng 10 thì nó là 16. Đấy, trên chúng ta cùng nhau cái bài này thì mới đọc thông qua, thấy nó rất là dễ, đơn giản đúng không ạ? Đơn giản, mình chúng ta cùng nhau phân tích. Hôm nay chúng ta cùng nhau giải cái bài này thật là trọn vẹn nhé. Bài này khi nhìn thoáng qua thì nó là dễ thôi, nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào thì thấy nó rất là hay đấy. Nó là một đề bài, một cái bài hay mà nó cũng không không dễ. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau cùng tìm hiểu cái bài toán này nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau viết lại cái đề đó nhé, cái dãy số đó, cái dãy số mà chúng ta cùng nhau giải này. Thì cái dãy số của chúng ta là như sau. Nó là 1 này, 2 này, 4 này, 5. Tôi viết lại cho chúng ta nhé. 7. Nó gồm những số là không chia hết cho 3, đồng thời là không kết thúc bởi số 3. Không nào? 1, 2, số 3 là không được vì 3 kết thúc 3. 4 không chia cho 3. 5, 6 là không được vì 6 không có, vì 6 chia cho 3 nhé. 7, 8, 9 không được, 9 không có, vì 9 chia cho chết thứ 3. 10, 11, 12 không được, bỏ đi, sẽ là 14. 13 không được, 13 kết thúc 3 là không được. 15 không được, như vậy sẽ phải đây là 16. Tiếp theo nó sẽ là 17. 18 không được, tiếp theo nó sẽ là 19. Cứ như vậy nhé. Thì giờ tôi kiểu đây là dãy số 1 nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này. Như vậy một cái số x gì mà thuộc cái tư kiệu của đề là t nhé. Đấy, tư kiệu t. Một số x mà thuộc t thì cần và đủ là cái gì nhỉ? Cần và đủ là x chỉ thỏa mãn hai điều kiện sau đây. Một là x chỉ là không chia hết cho 3. Tức là gì? Tức là x chỉ mốt 3 về khác không. Nó đo được điều kiện 1 nhé. Điều kiện 2 là x chỉ là gì? Là không kết thúc bởi số 3, tức là trong biểu chúng ta phân của nó là không bởi 3, tức là x mà lấy dư cho 10 là khác 3. Tức là điều kiện thứ hai là x mốt 10 là khác 3. Thì đây chính là hai điều kiện, tư kiệu là hai nhé. Như vậy là một chính là cái dãy số gồm những cái số mà thỏa mãn điều kiện 2. Điều kiện 2 điều kiện là x mốt 3 khác 0 và x mốt 10 khác 3. Được chưa? Đây chính là cái điều kiện cần phải đủ để mà x thuộc thuộc t. Đồ bảo như sau, đồ bảo là cho trước cái số tự nhiên k, hãy kiểm tra xem là cái vị trí thì n của dãy t này là số nào nhé. Đây, bây giờ chúng ta qua việc quay lại cái này, chúng ta cùng nhau. Đồ bảo như sau,
Đề bài là chúng ta đề bài là như sau, đề bài là cho trước này, cho trước. Cho trước số k cần phải tính cái số, tính cái số thứ thứ k, thực hiệu cái đây là TK nhé. Đấy, hiệu như này, TK. Đấy, tính cái số này. Nó là bằng bao nhiêu? Ví dụ như là k bằng 1. Đáp số nó ra sẽ là 1. K bằng 2 thì đáp số ra nó phải là 2. Đúng không? K bằng 3 thì đáp số ra nó là số 4. Đấy. Thì phải tính cái bài tính như vậy. Được chưa? Thế thì chúng ta cùng nhau giải nhé. Thì cái lời giải đầu tiên mà tôi muốn đưa ra là cái lời giải rất là tự nhiên. Lời giải chúng ta suy ngay từ 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 câu đối cận 2 này thôi. Chúng ta cứ đếm thôi, đến người đầu cuối và phải sẽ ra cái ra được lời giải của nó nhé. Lời giải 1 này chúng ta làm ngay. Thì bằng lời giải 1 là giải dễ một nhé. Là chúng ta là một là giải là đơn giản, chúng ta trực tiếp đơn giản. Đơn giản trực tiếp. Trực tiếp từ định nghĩa. Chúng ta cứ đếm từ đầu số từ 1 cho đến đếm lên. Chúng ta cho n bằng 1 xong tăng tăng dần n lên. Nếu n mà thỏa mãn 2 thì chúng ta tăng cái bên đếm lên lên một đơn vị. Cứ như vậy chúng ta làm, khi nào mà bên đếm bằng k thì n chính là cái số cần phải tìm. Thì chúng ta cùng nhau làm theo lời giải một là như sau nhé. Giải một là làm là cái giải như sau. Đây thì bây giờ tôi mô tả các bạn cái thuật toán hay là cái lời giải mô tả bằng bằng mã giả nhé. Là như này. Đây. Để tôi đợi một chút. Đây, mô tả cái lời giải một là lời giải rất là đơn giản như sau nhé. Đây. Input này. Input là k, thấy chưa? Chúng ta đặt một cái biến y là biến đếm đi. Gọi y y đặt bằng đầu tiên là bằng 0 và biến n là cũng là biến đếm. N là đếm là cái biến chúng ta sẽ chạy từ 1 trở đi. Thì kiểm tra xem n có thỏa mãn điều kiện của dãy số hay không. Đây chúng ta bằng 0. Làm như sau này, chúng ta sẽ lặp liên tục này, repeat này. Repeat cho đến khi nào mà cái bên đếm đó mà bằng k thì dừng lại. Đấy, như có phải bên đếm nhé. Đó. Thì như vậy chúng ta làm như sau. Chúng ta một lần lập, ta cho tăng tăng n lên n bằng n cộng 1. Và chúng ta kiểm tra if nếu n là thỏa mãn điều kiện đầu bài. Chúng ta tăng y lên 1. If gì? If n 1 3 khác 0 và n 1 10 khác 3 thì chúng ta tăng y lên một đơn vị. Đấy. Chỉ một vòng lặp thôi. Đấy. Và khi đó thì chúng ta cùng nhau làm như sau. Và khi làm xong rồi, khi mà y bằng k như vậy là làm xong, chúng ta sẽ đưa ra kết quả. Chúng ta sẽ output ra ngoài. Output ra ngoài chỉ là số gì? Chỉ là số n. Thì đây chính là lời giải thứ nhất của bài toán nhé. Lời giải này rất là đơn giản, rất là đơn giản. Chúng ta cùng nhau làm cái bài này nhé. Chúng ta viết lại cái lời giải này, nó rất là dễ dàng, chúng ta làm nhanh nhé. Nhưng mà cái lời giải này là giải mà bạn nào cũng phải làm được hết, tất cả đều phải làm theo đúng, đều làm theo cái này là cái mức độ, đây là mức độ đơn giản nhất, tối thiểu nhất ai cũng thể làm được. Chúng ta cùng nhau làm này. Đây, bây giờ tôi đặt các cái biến. Chúng ta đầu tiên là biến k này, đó, biến k nhé. Thứ hai là biến n này. Biến thứ ba là biến y, là cái biến chạy, là biến đếm luôn, biến đếm luôn. Đó. Chúng ta cần ba cái biến đó nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm này. Đầu tiên khi vào chúng ta nhập số k từ bàn phím. Đây, chúng ta vào nhập số k. Nhập. Nhập số tự nhiên k từ bàn phím. Và chúng ta sẽ nhập đây. Đây là cái mà cả nhập từ bàn phím nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu là chúng ta bắt đầu, tôi cho n là từ 0 và tôi cho y từ 0. Đấy.
và chúng ta sẽ lặp. Đây, chúng ta sẽ lặp lại nhé. Đây, chúng ta sẽ lặp repeat until y bằng k dừng lại, đúng không? Và tăng n lên 1 và kiểm tra cái này. Đây, chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, chúng ta là vào cái lệnh sau đây là repeat. Đây, repeat until. Until cái gì? Until là như sau. Until là y bằng k. Đây, chúng ta vào cái này này. Đấy, until y bằng k nhé, y bằng k. Mà chúng ta làm như sau, chúng ta mỗi một cái lần lặp này chúng ta tăng n lên một đơn vị, tăng n lên một đơn vị và chúng ta kiểm tra. Đây, kiểm tra xem nếu nhé, if nhé, if như sau này, if như sau. If n mod 3 mà khác 0 và n mod 10 khác 3 thì làm thế như sau. Thì đấy nó có khác thì nó phải dùng cái hàm này này. Và tức là cái toán từ và là toán từ này và. Nếu mà n mod 3 mà khác 0 thì là cái này. Tức là chúng ta phải dùng cái hàm not này. Đấy. Not n mod 3 khác 0. Đấy. Là not bằng thì là khác không. Đấy. Không. Not cái gì? Not n mod 3 là cái này, cái hàm mũ đây này. Mod đó. If not nhá, n mod 3 n mod 3 đây là 0. Đây là 0 nhé, đây là 0 nhé. Bằng 0 nhưng mà not thì là khác. Đấy. Mà cái thứ hai cũng biết bên này nữa, if và n mod 10 khác 3, n mod 10 khác 3 đây chính điều kiện để mà n thuộc cái dãy đó khác 3. Đấy. N mod 3 khác 0 thì được cái này là điều kiện, đây là điều kiện n không chết cho 3, còn n mod 10 khác 3 tức là n kết thúc không bởi khác với 3. Được cái này vào đây, được cái này vào đây nhé. Đấy. Và tôi được cái này vào đây. Đấy. Cho nhỏ lại dễ nhìn này. Đó. Thì nếu mà n mà thỏa mãn hai điều kiện này thì chứng tỏ là đây ta gặp một số dãy số t phần tử là thuộc t mới, và chúng ta sẽ chuyên y bài 1 từ đây. Đấy. Thì vào lòng này khi mà làm xong rồi thì chứng tỏ là ta đã tìm được đúng n đúng là k số rồi, thì chúng ta chỉ cần đưa ra chúng ta xây xây gì, xây đây như kết quả chính là n. Đây chính là cái đáp án nhé. Đây chính là cái lời giải một, lời giải theo cái toán này này. Đấy, thấy không nào? Đấy. Chúng ta kiểm tra một chút nhé. Đây, với n bằng 3 thì nó phải là 4 này. Đấy. Với n bằng 2 thì nó phải là 2. Với n bằng 10 thì nó là gì? Nó là 16. Với n 11 thì nó là 17. Cho n bằng 100 nhé, đúng nhanh không? N bằng 5.100. Cũng rất nhanh. Bây giờ cho n lớn nhé, cho n bằng 100.000, 101, 100.001 nhé, cũng khá nhanh. Nhưng mà bài này khi n mà cỡ là 100.000 nó vẫn rất nhanh. Tôi kiểm tra tiếp này, n là khoảng 500.000 nhé, 5 này. Không. N 500.000 cũng tính được, cũng là cũng tương đối nhanh. Nhưng mà tôi cho thử n bằng 1 triệu nhé. Xong nhanh không? Với n bằng 1 triệu là đã chậm rồi đấy. Hơi chậm rồi nhé. Mà đầu bài gì, đầu bài cho những đầu bài của chúng ta là cho phép đầu bài của chúng ta như sau, đầu bài của chúng ta là cho phép như sau, cũng là xem lại đầu bài đi nhá. Đầu bài cho phép n tận là 10 mũ 9 kìa. Như vậy là cái bài này là cái lời giải này thì nó dễ hiểu, nó nhanh, nó dễ hiểu, nó dễ hiểu
ngắn, tương đối ngắn gọn nhưng mà nó hơi chậm nha. Nhận xét như sau này, chúng ta có nhận xét như sau nhé. Nhận xét là với n mà nhỏ hơn 10 mũ 6 ấy, 1 triệu ấy, thì nó nhanh đấy, tốt, rất là nhanh. Nhưng mà n mà lớn hơn 10 mũ 6 thì rất là chậm, mà cho nó cái chuyên đề cái giải này là nếu mà các bạn mà làm ấy, nếu mà cái ban giám khảo ra để chặt ấy, thì chúng ta sẽ không được không điểm cao, chúng ta chỉ được một nửa điểm thôi. Thì bài này là 10 điểm thì cái ai mà làm cái này chỉ được 5 điểm thôi. Với những n mà lớn hơn một chút, n là bằng 1 triệu hay 1 triệu trở lên ấy, thì sẽ rất là chậm. Còn n là cho đầu bài nó cho n là lên tận 1 tỷ cơ, 10 mũ 9 cơ, thì với n 1 tỷ thì nó càng chậm, chúng ta không thể làm nổi. Cho nên là cái không làm nổi trên, chúng ta phải tìm một cách thứ hai. Thì cách thứ hai theo tôi mới là hay. Cách thứ nhất là cách mà đơn giản dễ hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cách hai để kiểm tra xem là như vậy cách hai nó là như thế nào. Thì với cách hai chúng ta sẽ phải phân tích cái số n, phân tích cái bài toán này ra, và chúng ta sẽ thấy là nó có một, chúng ta sẽ tìm ra một cái công thức toán học của nó, tức là chúng ta phải tìm hiểu một chút cái ý nghĩa toán học của cái bài toán này, thì ta thấy nó sẽ hay hơn rất nhiều lần nhé. Để chúng ta cùng nhau phân tích này. Bây giờ chúng ta tìm, chúng ta cùng nhau cách hai, cùng nhau đi tìm hiểu cách hai. Thì cách hai này sẽ nhanh hơn, chúng ta sẽ phải phân tích, cái tư duy toán học, của bài toán. Thì bài 2 này tôi làm như sau. Bài 2 này thì chúng ta nhớ lại một chút là chúng ta đặt cái, chúng ta đặt cái t, t chúng ta chỉ là cái dãy, chúng ta chỉ là cái dãy số là 1, 2, 4 đó, cái dãy số nó thỏa mãn cái điều kiện đề bài, gồm có những số t là cái dãy số mà gồm những cái số mà không chia cho 3 và không gì, và không không chia cho 3 và không không chia cho 3 và không không kết thúc bằng 3. Được chưa? Thế bây giờ tôi bài 2, để làm bài 2 tôi sẽ phải phân tích cái bài toán sau. Tôi sẽ phân tích cái bài toán sau. Cái bài toán này rất là hay. Phân tích cái bài toán sau đây. Bài toán sau. Nha. Bài toán như này nhé. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu một chút cái bài toán mà chúng ta này, nó hơi dở, từ bật bấm này nó mới di chuyển được. Rồi chúng ta phân tích bài toán sau nhé. Đây bây giờ chúng ta cho trước số tự nhiên n bất kỳ, cũng giả sử coi như là n không chia cho 3 đi, chúng ta n không chia cho 3 nhé, bất kỳ. Đấy. Và chúng ta xét dãy sau đây. Chúng ta xét cái dãy sau nhé. Dãy số là 1, 2, liên tục có số từ n trừ 1 và n. Tôi ký hiệu cái này là để được kiểm tra xem tôi ghi tôi đánh số mấy nhé. Đây là 1, đây là 2. Đây là 1 nhé. Thì tôi ký hiệu cái này là số 3. Tôi ký hiệu cái này là cái số 3. Vậy là cho n là số bất kỳ không nhân cho 3 bất kỳ, và chúng ta xét cái số dãy 3 này. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem là bài toán nhận ra xong. Bài toán đặt ra là gì? Trong dãy 3 này có bao nhiêu số, trong dãy 3 này thuộc dãy 1. Bài toán như sau. Chúng ta cần đếm bài toán nhé. Là trong dãy 3 của chúng ta có bao nhiêu số, thuộc 1, thuộc dãy 1. Câu hỏi đặt ra như vậy. Thế nên đúng ra là trong dãy 3 này có bao nhiêu số, có tính được không?
có bao nhiêu số đồng thời không chia cho 3, đồng thời không kết thúc bằng 3. Thế đây là một bài toán mang tính toán học thuần túy, có thể chỉ ra một công thức toán học cho chiếc n. Bây giờ hãy tìm ra trong cái số từ 1 đến n nhỏ hơn bằng n đó là có bao nhiêu số là đồng thời không chia cho 3 và đồng thời không kết thúc bằng số 3. Thì có làm được không? Thì đây là bài toán học nhé, một toán học bài này nó lại theo tôi rất là vượt quá chương trình của tiểu học đấy. Theo tư duy của nó là nó tư duy nó cũng dễ đơn giản thôi, nhưng mà học sinh tiểu học mà động vào cái bài toán này là tương đối khó, thậm chí cấp 2 cũng khó, nhưng cấp 2 là hoàn toàn hiểu được, nhưng cấp 1 thì là rất là khó các em. Thì là tôi cứ để tôi cứ giải nhé, vì từ cái lời giải này, từ cái bài toán này, từ lời giải bài này ta mới suy ra được cách làm số 2. Cách 2 nó nhanh nhân hẳn là cách 1, thấy chưa, nhanh nhân hẳn. Thì cái hay của nó là chỉ chỗ đó, thì cái bài 2 thì chúng ta phải như vậy. Bài này muốn giải nó cho nhanh, cho nó hay tối ưu thì chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn về toán học. Nôm na là tất cả những bài toán thuộc về dạng giải toán ấy là đều có tính chất toán học ở trong đó, nó không có tính chất thuật toán mà nó có tính chất toán học của nó. Nó cần cái tư duy toán học chứ nó lại không cần tư duy thuật toán nào chị. Cho nên những cái đề thuộc về giải toán này, nó là của Scratch này, nó mang tính toán học rất là nhiều luôn ấy, gần như là một cuộc thi toán nhưng mà giải trên máy tính, chứ là không có tính chất thuật toán. Vì sao như vậy? Là vì thuật toán thực ra rất là khó. Nắm thuật toán ấy là phải là cấp 3 trở lên mới học, cấp 2 học thuật toán cũng là đuối. Cấp 1, cấp 2 thì theo tôi là không nên dạy về không nên dạy về thuật toán, cấp 3 trở lên thôi. Nhưng mà những cái bài toán này nó lại mang cái tính là không thuật toán nhưng nó lại mang tính toán học rất là sâu sắc. Rồi chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích nhé. Như vậy xem là ở trong cái dãy số 3 này, trong dãy số 3 này, dãy 3 này thì có bao nhiêu số thuộc dãy 1? Thuộc dãy 1. Được chưa? Chúng ta sẽ phân tích trước đó nhé, vì chúng ta cùng nhau làm này. Được chưa? Thì để như vậy chúng ta bây giờ chúng ta sẽ giả sử chúng ta đặt như sau. Chúng ta đặt giả sử này. Chúng ta đặt n bằng là 3p cộng với s. Đấy, s là số dư chia cho 3. P là phép chia n chia 3 lấy phần nguyên. Tức là p bằng như sau. P chính là bằng là n chia 3 mà lấy phần nguyên, chính là cái này này. Ở trong Scratch cái này nó chính là cái hàm floor này. Hàm floor của n chia 3. Đấy. Còn ở trong Python thì nó chính là gì? Chính là cái số là n chia cho 3 như này này. Đấy. Được chưa? Đấy. Đây là phần nguyên n chia 3, còn s thì là phần dư là n mod 3. À, chúng ta giả sử cái này nhé, chúng ta đặt này cho nó dễ thôi. Thì theo giả thiết đầu bài là n không chia cho 3 nhưng mà s là khác không. Như vậy s ở đây là hoặc là 1 hoặc bằng 2 thôi. S không bằng 0. Được rồi, thì bây giờ chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là trong dãy số 3 này thì nó gồm có những cái loại nào. Thì trong dãy số 3 chúng ta chia làm hai loại như sau. Trong dãy 3 chúng ta chia làm hai loại. Một là cái dãy là gồm các cái số là chia hết cho 3. Thì cái phần tập này, tôi kiểu tập này là T0 đi. Còn loại tập thứ hai là gồm các số không chia hết cho 3. Trong dãy 3 thì chúng ta chỉ có hai loại thôi. Một loại là các số chia cho 3, một loại là không chia cho 3. Thì kia tôi kiểu đây là T1. Nhưng mà T1, T2 là hai tập con của cái dãy số 3 đó nhé. Thế thì dễ dàng thấy được là các số chia cho ba nó chỉ là 3 này hay là 6 đúng không, là 9. 9 là 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3 và cùng lắm là đến 3 cùng lắm đến 3
3P là hết thôi. Vậy suy ra là gì? Suy ra là cái T0 này là nó có bao nhiêu số? T0 này là nó có, T0 này nó có là đúng là P số. Vậy là T0, suy ra là T0 nó sẽ có là đúng là P số, đúng không? Vậy suy ra như sau. Vì T0 là P số, chính là cái số 3, 6, 9 nhân với 3P là hết mà. Mà N là bằng là 3B cộng S gì? Vậy suy ra như sau. Vậy kết quả như sau. Vậy ta cứ suy ra kết quả. Từ đây suy ra kết quả là cái T1 đó, cái T1 gồm các số không thiết cho 3 đó. Nó chính là bằng bao nhiêu? Nó chính là bằng là N trừ đi P. Hay là chính là bằng là 2P cộng S. Đấy, quan trọng nhé. Đấy. Vậy như sau. Được chưa? Vậy là gì? À, đây đây tôi sẽ muốn cuộn màn hình tôi phải làm cái này. Được chưa? Vậy ta có như sau này. Vậy ta có như sau là kết quả như sau. Kết quả một là trong dãy từ 1 2 3 cho đến n thì có đúng 2p cộng s số không chia cho 3, không chia cho 3 nha. Cái 2p này này tôi kêu cái của là T1. T1 là gồm có số đó, gồm có số là không chia cho 3. Nhưng mà trong T1 này vẫn có thể có các số là vẫn có thể có cái số là có kết thúc bằng 3. Được chưa? Được chưa? Thế bây giờ câu hỏi tiếp theo như sau. Câu hỏi tiếp theo như sau là tôi tìm kiếm xem là trong T1 này có bao nhiêu số, trong T1 có bao nhiêu số là kết thúc bằng 3. Không chia cho 3 nhưng mà kết thúc bằng 3. Câu hỏi tiếp theo nhé. Như vậy câu hỏi tiếp theo là trong cái dãy T1, trong dãy T1 là cái dãy con của T gồm các số là không chia cho 3 nhé, của T. T chính là cái dãy từ 0 đến không T1 chứ T1 là dãy là các T1 là cái dãy con của 3 đấy, của cái dãy số 3, cái dãy từ 1 đến n gồm các số không chia cho 3. Cho dãy 1 là câu hỏi của chúng ta là có bao nhiêu số kết thúc bằng 3. Câu hỏi đặt ra như vậy. Đây là một câu hỏi rất là hay luôn nhé. Thì chúng ta phân tích này. Một số mà kết thúc bằng 3 thì nó phải như sau. Các bạn đây là kết thúc hoàn toàn toán học nhé. Toán học đây toán học của lớp mà lớp 5 lớp 6 chứ lớp 1 không có đâu, mà tôi cứ viết ở đây để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là một cái số tự nhiên nhé. Tự nhiên thuộc T1 mà kết thúc bằng 3. Kết thúc bằng 3, bằng chữ số 3 thì phải có dạng sau. Thì phải có dạng sau. Phải có dạng gì? Là 10x cộng với 3. Nó là phải số dạng này, đúng không nào? Nó phải là một số mà 3 có một số này là số là tròn trục dạng như sau này. Để chưa? Như vậy là 10, một số là dạng là 10x cộng 3 như là x đây là lớn bằng 0. Tức là trong cái một nó có số như là số 3 này, số 3 này, số 3 này, số 13 này, số 23 này, đấy, số 43 này là những số mà kết thúc bằng 3 mà không chia cho 3. Như vậy là gồm có 10 10 cộng 3 mà không chia cho 3. Điều kiện là không chia cho 3 nhé. Không chia cho 3. Được chưa? Không chia cho 3. Vì chúng ta cùng nhau phân tích xem là cái điều kiện là 10 cộng 3 không chia cho 3 thì nó gồm có nó là cái gì? Nó là như sau nhé. Đây, 10x cộng 3 mà không chia cho 3. Không chia cho 3. Đồng thời lại thuộc
thuộc T1 tức là nhỏ hơn bằng n đúng không? Đáp án nhỏ hơn bằng n. Chứ quyền này gì? Để quyền này tương đương với là 10x cộng 3 nhỏ hơn bằng n và không chia hết cho 3. Đúng không? Thì cái điều kiện này tương đương với là gì? 10x cộng 3 nhỏ hơn bằng n, vậy thì suy ra là 10x nhỏ hơn bằng n trừ 3 hay là x nhỏ hơn bằng là n trừ 3 trên 10. Được. Còn cái số 10x không chia cho 3 thì nó tương đương với gì? Tương đương với là 10x không chia cho 3. Đấy. Không chia hết cho 3. Hay là tương đương với gì? Là x không chia cho 3. Không chia cho 3. Đấy, được chưa? Vậy từ 2 thì cái này chúng ta suy ra như sau. Từ 2 thì cái này thì cái bên này bên trái bên phải chúng ta suy ra như sau, rất quan trọng. Kết luận sau đây nhé. Chúng ta suy ra kết luận sau đây này. Đấy. Chúng ta suy ra như sau nhé. Là cái số 10x cộng 3 mà thuộc T1 khi và chỉ khi như sau. Khi chỉ khi thỏa mãn hai điều kiện một nhỏ là x không chia cho 3, không chia hết cho 3, và điều kiện hai là x là phải nhỏ hơn bằng là n trừ 3 chia cho 10. Đấy, thì hai điều kiện này, điều kiện hai này tương đương với là gì? X là nguyên và x sẽ nhỏ hơn là bằng cái số này là phần nguyên của n trừ 3 trên 10. Phần nguyên của nó. Được chưa? Thì phần nguyên này tôi kiệu phần nguyên này là n phẩy. Thì ta suy ra như sau nhé. Vậy ta sẽ kết luận sau đây nhé. Từ điều kiện trên chúng ta suy ra như sau. Chúng ta suy ra cái kết luận sau đây rất quan trọng. Kết luận sau đây rất quan trọng. Là số các số không chia hết không số các số mà không kết thúc bởi 3. Xin lỗi. Số các số nằm trong T1 và kết thúc bằng 3 sẽ bằng số các số không chia hết cho 3 và nhỏ hơn hoặc bằng n phẩy với n phẩy bằng n trừ 3 chia cho 10. Được chưa? Thế thì cái bài toán là tìm các cái số các số mà không chia cho 3 mà nhỏ hơn n phẩy. Thì cái bài này chính là cái bài đầu tiên, chính cái bài mà ta vừa làm lúc nãy, chính cái bài này, chính cái phần trên này này. Đấy. Tôi vừa làm xong này. Trên đây là số các số nhỏ hơn bằng n không chia cho 3, nó chính là bằng 2p cộng s, với p là cái p và s là cái số trên này, n p bằng n chia 3 và s bằng n mod 3. Thì cái bài này phần sau là gì? Là số các số mà là không nằm trong T1 mà kết thúc bằng 3 thì chính là bằng số các số nhỏ hơn bằng n phẩy không chia cho 3, thì ta cái này ta tính được theo cô ta phần trên, đúng không? Vậy suy ra là số các số trong T1 mà kết thúc bằng 3
cực kính như sau. Tôi kêu cái số này là Q. Số này là số cần Q tính sau. Q cho tính sau, Q cho tính bằng là theo định nghĩa bằng 2 nhân với P phẩy cộng với S phẩy. Tôi vừa làm xong đấy. Trong đó là P phẩy bằng cái gì? P phẩy bằng là N phẩy chia 3. Còn S phẩy bằng N phẩy mốt 3. Cái này chỉ có thức lúc nãy. Trong khi đó với N phẩy là bao nhiêu? Với N phẩy là với N phẩy bằng cái này, bằng là N chia 3 trên 10. Thấy không nào? Được chưa? Thì từ hai cái quả trên chúng ta suy ra. Vậy suy ra gì? Suy ra là như sau. Suy ra là số cái định lý đấy, số các cái số thỏa mãn điều kiện đầu bài, thỏa mãn cái điều kiện đầu bài nằm trong cái dãy 1, 2, 3 n được tính sau đây, được tính như sau. Công thức đây nhé. Như vậy tới đây chúng ta kết luận chúng ta làm được chính cái bài toán của chúng ta như đấy. Chúng ta nhớ lại bài toán chúng ta là như này nhé. Bài toán chúng ta là bài toán này này. Sẽ là phần cách 2 này. Bài toán là gì? Là trong dãy 3 này, trong dãy 1 đến n này có bao nhiêu số thuộc dãy 1? Đấy, thì câu trả lời như sau. Trong dãy số 3 đó, từ 1 đến n đó thì số lượng các cái số thuộc dãy 1 được tính bằng thức sau đây. Tính như này nhé, được tính như sau. Được tính chính là bằng gì? Chính là bằng là chính bằng là 2P cộng S trừ đi 2P phẩy cộng S phẩy. Đây. Số đó. Số tôi gọi là T đi. Được chưa? Thì cái số này này, cái số này chính là cái số là cái số này tôi kiểu số này là Q này. Cái số này tôi kiểu nó là K đi, thì chính là K trừ Q. K1 đi, K trừ Q. Ở đây như sau, ở đây P bằng cái gì? P bằng cái này, P bằng là N chia 3. S bằng N mốt 3. Còn P phẩy là cái gì? P phẩy bằng N phẩy chia 3. Còn S phẩy bằng N phẩy mốt 3. Trong đó là N phẩy bằng N chia 3 chia 10. Thì mọi người thấy không? Đây chính là công thức cuối cùng nhé. Công thức cuối cùng. Rất hay luôn ấy. Như vậy là vì một toán học cho ta có thể tính được chính xác cho trước n, chúng ta tính được cái số lượng phần tử thuộc dãy 1 nằm trong từ 1 cho đến n. Đầu bài chúng ta ngược lại, đầu bài là cho trước số k tính n sao cho cái số t này là chính bằng k. Đấy, thì đầu bài như vậy, đầu bài là bài là ngược lại. Đây cái bài chúng ta là cái bài là cho trước n tính được cái số k. Nhưng mà cho trước k tính ngược lại là hơi khó hơn. Thì chúng ta sẽ tính một cách là xấp xỉ như sau. Thì tôi làm như sau nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích, vì chúng ta từ bữa này chúng ta suy ra được cái lời giải hai như sau. Chúng ta sẽ ý tưởng của lời giải 2 là như thế này. Lời giải 2 như sau nhé. Cái lời giải 2 mà tưởng là như sau. Lời giải 2 nhanh hơn cách 1 nhé. Nhanh hơn cái cách 1 nhé. Như sau là chúng ta thì cho trước số k để chúng ta tính cái số xấp xỉ gần đúng thôi, tính số xấp xỉ đoán tức là một số n bất kỳ, n gần đúng nhé. Rồi sau đó
Thì từ n đó chúng ta từ n từ cái số n đó chúng ta sẽ tính được cái số k1 là cái số là số các cái số số các số thỏa mãn cái định vị 1 là dãy số cần tìm đó nhé. Mà nhỏ hơn bằng n. Được chưa? Thì nếu mà là k1 ấy mà là bằng k thì suy ra là n là số cần tìm. Còn nếu mà k1 mà nhỏ hơn k thì chúng ta cần gì? Chúng ta cần tăng n lên để tìm tăng n lên để tìm tăng lên để tìm chính xác n. Còn nếu mà k1 mà lớn hơn k thì chúng ta phải giảm n đi nhé, để tìm chính xác n. Đó là cái ý tưởng của cái bài đó, của cái bài của lời hai. Thì chúng ta sẽ làm lời giải hai, chúng ta làm lời giải hai theo cách là như sau. Chúng ta làm chính thức theo cách mà chúng ta vừa phân tích ở trên nhé. Thì chúng ta dẫn đến một lời giải như sau. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Lời giải hai là như sau. Chúng ta cùng nhau làm cái lời giải hai. Là cái lời giải nó sẽ được tính như sau. Tính cho chữ n, cho chữ k, chúng ta tính xấp xỉ cái n, xong chúng ta sẽ đây, cái làm như sau nhé. Để giải hai chúng ta làm như sau. Để một chút tôi tìm kia. Đây, giải hai nhé. Vì chúng ta cùng nhau tìm một lời giải hai. Chúng ta sẽ giải nhé. Giải hai như sau nhé. Để tôi biết. Tôi biết từ cái dạng là ý tưởng nhé, là cho trước k được chưa. Bây giờ chúng ta không tính n ngay, cho làm như sau. Chúng ta tính chúng ta nhớ lại chúng ta cách tính nhé. Cho trước n chúng ta tính được k, bị cho trước k tính được n nhé. Thì làm như sau này, chúng ta đặt p bằng k trừ 1 trên 2 mà lấy như này này. Đấy. Còn s thì chúng ta sẽ tính bằng là k trừ đi 2p. Vì sao nó đặt như này? Tại vì như này thôi này. Tôi làm lại lỗi nhé. Vì sao nó đặt như này? Mà k là cái gì? Ở đây mà n ở đây nhé. Và tôi đặt tiếp vào đây n sẽ bằng là 3p cộng s. Chúng ta nhớ lại cái này là cái gì đây? Thì khi đặt n bằng 3p cộng s thì đặt lại như này thì chính là gì? P chính là bằng là phép chia nguyên của n chia 3, s là số dư của n chia 3, đúng không nào? Đấy, thì khi đó thì với công thức 2 này suy ra đây là chính là k bằng là 2p cộng s. K đây chính là bằng, vậy thì suy ra k chính là bằng là cái số lượng phân tử của t1, là t1 là tập hợp các cái số không chia cho 3 nằm trong các số từ 1 đến n. Đấy, như vậy là chúng ta tính ngược lại thôi, hoặc là tính ngược lại thôi. Đấy, nhé. Thì với cái cách giải này ấy, thì cho trước k tính n theo công thức này nhé, thì suy ra là k chính là số lượng các phần tử t1. Và bây giờ chúng ta cần tính tiếp cái số lượng mà của t2, hay là chính là tính cái số q. Chúng ta sẽ tính tiếp cái như này. Như vậy theo với tổ chức này nhé, thì n thì k chỉ bằng 2p cộng s, k chỉ bằng cái t1. Đấy. Đây chỉ là k, chỉ là cái này này. Và nhưng mà chúng ta sẽ phải trừ đi cái số q này. Q là cái số cần phải loại bỏ bớt đi nữa. Thì hiệu của chúng mới là cái số lượng các số mà cái số k cần tìm. Thì làm như sau. Đây thì cái số n, cái số q là tính như sao? Tính như này này, để q bằng cái này này. Đấy, thấy không nào? Đấy. Khi đó chúng ta sẽ phải tăng cái k lên. Đấy. Yeah.
được chưa? Đặt K vào như này thì cho chữ K nhé, đặt như này nhé. Thì khi đó thì ở trong cái tập số từ 1 đến N nó sẽ thiếu là đúng là quy số. Nhưng cái vậy cần tăng N lên quy số nữa. Thì số quy ta làm như sau, ta tính lại cái quy như sau nhé đây. Quy tính như sau này. Đây này, chúng ta nhìn lại như này. Chúng ta đặt sau, chúng ta đặt N phải bằng N chia 3 trên 10 và đặt là P phải bằng N phẩy chia 3 S phẩy bằng N phẩy 1 3. Và khi đó đặt quy bằng bao nhiêu? Quy bằng là 2 E phẩy cộng S phẩy. Và bây giờ chúng ta cần gì? Chúng ta cần tăng N lên sao cho bổ sung thêm đúng quy số thuộc dãy 1 ấy, là xong. Thì đây chính là cái giải của cái cách 2 nhé. Suy từ cái điều chúng ta thấy lúc nãy. Bây giờ tôi viết lại toàn bộ cái phần này giải của bài 2 nhé, của cách 2 như sau. Thì với lời giải này thì chúng ta cho trước K, chúng ta tính gần đúng N, sau chúng ta tính lại một lần nữa, chúng ta tăng N lên cho nó hợp lý, tăng lên sao cho đủ bù thêm đúng là quy số nữa, quy số thỏa mãn điều kiện đầu bài ấy, thì là xong nhé. Vì với cái n này thì cái số lượng phân tử mà nhỏ hơn n bằng n mà thỏa mãn điều kiện bài nó chính là bằng là k trừ đi q. Nhưng mà chúng ta cần phải tăng lên thêm q phân tử nữa thì mới đúng. Như vậy là giải như sau. Để tôi mô tả lại chính xác lại cái thuật toán cho cái bài số 2. Cách 2 như sau nhé này. Bây giờ cho nó tiện này. Bây giờ đây nhé. Để giải 2 như sau. Với lại thật chính xác này. Cái lời giải 2. Là giải 2 nhanh hơn. Chúng ta sẽ kiểm tra một lần nữa xem là lời giải 2 nó làm nhanh như thế nào. Lời 2 là như sau. Tôi mô tả bằng pseudo code này, input k. Bây giờ tôi phân tích ra, tôi chỉ quan tâm đến khi nào k lớn bằng 3 thôi, còn k bằng nhỏ hơn 3 thì nó không trượt riêng. Tôi làm như sau, if mà k mà nhỏ hơn 3 thì nó chỉ là đáp số, đưa ngay ra thì output của nó, output chỉ là bằng k. K bằng 1 thì đáp số nó là 1, k bằng 2 nó là 2. Yeah. Vậy tôi làm cái này else. Đấy. Xét riêng trường hợp k nhỏ hơn 3 và k lớn 3 nhé. K lớn hơn bằng 3 thì tôi làm riêng. Thì k lớn 3 chúng ta làm như sau. Thì tầm nhiều lỗi tôi vừa làm đấy. Đây, k 3 tôi làm như sau nhé. Tôi đặt P bằng K trừ 1 trừ 2 và S bằng K trừ đi 2 nhân với P. Đây chỉ là hai cái số mà tương ứng với cái P này chỉ là và N chỉ là bằng là 3P cộng S. Với cái điều kiện này thì P chỉ là phần nguyên của N chia 3, S là số thương, S là phần thương của N chia N 1 3, và K chỉ là số các phần tử, K chỉ là số các phần tử không chia cho 3 của từ 1 đến N. Được chưa? Và thì tiếp này N phải bằng N chia 3 chia 10 và P phải bằng P phải bằng gì? Bằng N phải chia 3 và đây là S phải bằng N phải 1 3. Và quy chỉ là bằng là 2 P phải cộng S phải. P
Q chính là cái số mà còn thiếu, cần phải bổ sung thêm vào cái dãy từ 1 đến n. Đấy, thì cái làm tiếp theo như sau nhé. Đây, cái làm tiếp theo của nó là như sau. Đây, chúng ta cũng làm nhé. Chúng ta làm như sau, chúng ta đặt một cái biến y là biến đến biến đếm, mà chúng ta sẽ mà repeat until y bằng tăng lên khi nào đủ thêm quy số thì dừng lại. Là như sau, chúng ta tăng n bằng n cộng 1 và kiểm tra if n mà 1 3 0 n n mà 1 10 khác 3 thì chúng ta tăng y lên một đơn vị. Tăng khi nào mà y bằng q dừng lại. Khi dừng lại rồi chúng ta sẽ output ra ngoài. Đáp số output ra là n. Đây chính là cái đáp án nhá. Đây chính là cái lời giải số 2. Với lời giải này chúng ta thấy rất là nhanh, rất là nhanh. Chúng ta tổng kết lại này. Tổng kết lại thì chúng ta sẽ tính thử cái chương trình nhá. Hơi dài một tí. Đấy. Chúng ta viết lại đi cho nó chính xác lại. Đây chính là cái đây chính là cái đáp án nhé. Đây chính là cái lời giải 2 rất quan trọng, rất là hay. Nhìn hẳn lời giải 1, chúng ta sẽ cùng nhau làm thử cái lời giải 2 nhé. Đây là cách 1 này. Bây giờ tôi sẽ lưu lưu này lại. Tôi sẽ save. Cách 1 nhé. Bài 1 này. Cách 1 nhé. Đơn giản. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm luôn lời giải số 2 nhé. Làm luôn đây thôi. Hai tôi làm khác cái này vì đây là tôi chỉ cần để giữ lại cái này, giữ lại cái này thôi. Được chưa? Đấy. Tôi làm luôn lời giải 2 này. Chúng ta luôn phải nhòm vào cái này nhé. Nhòm vào đây này. Đó. Chúng ta luôn nhòm vào đây, chúng ta viết lại cái lời giải 2. Đấy. Nhớ lại nhé, nếu mà k nhỏ hơn 3 thì là output k này. Còn ngược lại này, đặt p để s thì bằng cái này này, được chưa? Chúng đặt n phẩy này. Đấy, xong là p phẩy s phẩy đặt tính bằng q. Khi tính q rồi chúng ta sẽ tăng n lên thế nào mà tăng lên đủ đúng q số nữa thì dừng lại. Đáp số ra chính là n đó. Như vậy đây là mình lại nhưng mà thì toán học rất là nhiều và nó rất quan trọng. Chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, sau khi mà đây thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ có một kiểm tra ở đây if mà k nhỏ hơn 3 thì đáp số ra sẽ chính là 3. Đây, if k mà nhỏ hơn 3 đây. Thì chúng ta output luôn ra ngoài luôn, output luôn số k đó. Với n với cái hàng bé thì chúng ta sẽ làm ra nhanh mà, với k 1 thì chỉ là 1, k 2 nó 2 nó chỉ là k. Câu trường này quan trọng này, đây chỉ một k lớn bằng 3. Chúng ta bắt đầu tính này. Chúng ta cần tham số như sau, cần tham số là p này, 1 là p này, 2 là s này, cho nó hay một tí nhé. Tiếp theo là gì? Chúng ta cần tham số là gì? Là n phẩy. N phẩy. Tiếp theo tham số là gì? N phẩy là p phẩy. Tham số là s phẩy, tham số là q, rất nhiều tham số rất quan trọng đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Đầu tiên chúng ta đặt p bằng, đầu tiên là số p. P bằng gì? P bằng đây này, p bằng như sau. Đây, chúng ta phóng to cho dễ nhìn nhé. Đây, p bằng cái này. Đấy. Đây, p xong nó đặt bằng s, xong nó lại tính n, xong tính n phẩy. Chúng ta cùng nhau là chỉ có một tí nhé, từ đây nó không cách nào khác cả. Chúng ta đều làm rất cẩn thận. Đây, đầu tiên là gì? P bằng bao nhiêu? P bằng k trừ 1 chia 2 chứ lấy phần nguyên. Để cho lấy phần nguyên trước nhé, lấy phần nguyên này, này. Phần nguyên là đây nhé.
phần nguyên này, phần nguyên là cái phần floor này, k trừ 1 chia 2. Ta lấy phép chia đây, à, chia 2 nhé, chia 2. Chỗ này là k trừ 1. Phép trừ đây, 2 k trừ 1. Chỗ này là k nhé. K trừ 1. K trừ 1 chia 2 đưa vào đây. Đây chính là P. Tiếp theo chúng ta tính SC. SC bao nhiêu? SC sẽ bằng gì? SC sẽ bằng K trừ 2P. Đây, chúng ta chỉ khoảng một tí. Bằng K trừ đi 2P. Phép trừ K trừ đi K trừ đi là một phép nhân đúng không? Phép nhân. Nhân này là 2P. 2P. K trừ đi 2P nhé. Đó, đây là SC. Sau khi có P, SC đổi cho tính N. N bằng 3P cộng SC. Đấy, như vậy là mà này mà cho trước K tính xấp xỉ N. N cho tính luôn theo công thức nãy. N đấy đều bằng 3P cộng SC. N bằng là phép cộng. Và phải giữ trước này là phép nhân. Bằng là 3 lần 3P. 3P đâu rồi? 3P cộng với SC. Cộng với SC. Đó, 3P cộng SC nhé. Đấy, N bằng N này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp lại N phẩy. N phẩy. Tính tiếp lại N phẩy là 1 này. Tính tiếp thứ 2 là P phẩy. P phẩy. Tính tiếp thứ 3 là S phẩy. Được chưa? Tính tiếp 3 cái này. Thì N phẩy bằng gì? Bằng N trừ 3 tất cả chia 10 lấy phần nguyên. Chúng ta nhớ lại một chút. Đấy, chỉ bằng cái này này. Đấy, phần nguyên nhé. Bằng N trừ 3 chia 10. N phẩy bằng N trừ 3 chia 10. Cái này rất đặc biệt, cái thức này rất quan trọng này. Đấy nhé. N trừ 3 chia 10 là chúng ta lấy cái phép chia. Đâu rồi? Phép chia nhé. Đấy, phép chia này là 10 này. Xong một chuyện là phép trừ là N là N trừ 3. N trừ 3. N đâu? N trừ 3. Tất cả chia 10. Số này chính là N phẩy. Đấy. Tiếp theo là P phẩy. P phẩy là bằng là gì? Bằng sự phần nguyên của N phẩy chia 3. Phần nguyên N phải chia 3, phải chia được rồi. Đây. N phải chia 3 nhé. À, đây là N phải chia 3. Còn S phải chỉ là số dư của N phải chia 3. Chúng ta lấy phép dư 1 đấy. N phải đây. Mà cái này được chưa? Số 3 này xong rồi, giờ chúng ta tính quy. Quy bằng 2P phải cộng S phải. Chúng ta tính quy. Chúng ta tính cái số quy rất quan trọng. Số quy bằng gì? Bằng 2P phải cộng S phải. Chúng ta nhớ lại cái này này. Quy bằng 2P phải cộng S phải. Sau đó bước sau mới là tính, mới là tăng N lên. Đúng không? Đây, P này bằng. Chúng ta làm đây là một phép cộng. Phép cộng ở trên này là một phép nhân bằng 2P phẩy quy bằng 2P phẩy 2P phẩy được chưa cộng với S phẩy ở đây chúng ta bắt đầu tính nha. Chúng ta đặt y bằng 0 và chúng ta sẽ repeat. Chúng ta nhớ lại một chút chỗ này. Chúng ta repeat until. Until khi nào y bằng quy được dừng lại. Bằng đó này. Đây chúng ta nhớ lại. Lập cho đến khi y bằng quy tăng lên nào lên kiểm tra cái này. Đấy, kiểm tra cái này, được chưa? Đây. À, tăng lên khi mà bằng khi cho nó bằng khi bằng y mà y bằng quy được dừng lại.
Y bằng quy, y bằng quy, quy dừng lại. Thì ra làm như sao? Chúng ta trên n by, trên n by 1, chúng ta kiểm tra nhé. Yeah. Kiểm tra nếu thì đây, nếu mà n mod 3 khác không n mod 3, n khác 3 thì ta ghi lên một số output của n. Đây là phép và, đúng nhỉ? Phép và còn đây là khác, chứ là một cái nốt ở hai bên. Ở đây nó sẽ là phép và, đây hai bên, đây là hai bên, đây là phép nốt ở hai bên gặp bằng. Được chưa? Một bên là gì? Một bên là n mod 3, một bên là n mod n mod 10, đây là n mod 3 này. N mod 3 khác không. Đấy, một bên nhé, một bên là n mod 10, n mod 10 khác 3, n mod 10 khác 3. Đấy, như vậy hai cái nốt ở hai bên này, đây này, ít cái này, đây, thì chúng ta tăng y lên một đơn vị, chuyên y by 1 từ đây. Thì xong rồi chúng ta output ra cái số n, c, đây, output ra cái số n. Được chưa? Đấy, chúng ta làm là cách hai, mình tôi kiểm tra xem là kiểm tra bằng cái như vậy, n bằng bên này bằng 3 thì nó phải là 4 này, đấy, với n bằng 10 thì nó phải là 16 này, với n bằng 11 thì nó phải là 17, với n bằng 12 thì nó phải là 19, đúng rồi đấy. Để cho n bằng 100 này, bây giờ cho n bằng 100 ngàn, rất là nhanh, đúng không nào? Bây giờ cho n là 1 triệu nhé, 1 này, 100007, rất là nhanh. Nhưng mà với bài này là vượt qua được cái mức độ lại là 10 mũ 6 là ngon. Mà chúng ta cho thử 10 mũ 9 xem nào. Một tỷ nhé, 1 này, 000005. Đấy, nhưng mà bài này là cái lời giải 2 này, lời giải 2 là vì với n bằng 1 triệu là tính rất nhanh, có n bằng 1 tỷ là vẫn rất là chậm. Thì vì sao như vậy? Chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Thì bây giờ tôi quay lại về này nhé. Mình như vậy với cái bài này này, chúng ta kiểm tra một chút này. Đây nhá, nhận xét này, chúng ta có nhận xét như sau nhá. Nhận xét là như sau này, tức là với chúng ta có nhận xét như sau, như nhận xét này. Lời giải 2 nhé, là với k đầu vào k cỡ khoảng 10 mũ 6 là chạy rất tốt, rất nhanh nhé. Với bài tập mà lúc nãy, bài tập cách 1 ấy, thì với 10 mũ 6 là chạy rất chậm, nhưng mà này với nó chạy rất nhanh. Nhưng mà với k bằng 10 mũ 9 thì lại vẫn rất chậm. Câu hỏi đặt ra là gì? Câu hỏi đặt ra là như sau. Câu hỏi là có thể có cách nào khác hay không? Có hay không cách thứ ba? Có hay không cách thứ ba mà cái thời gian chạy sẽ tức thời với k bằng 10 mũ 9? Có hay không lời giải như này? Lời giải 2 là rất nhanh rồi, ta đã suy luận từ đến lúc nãy rồi, nhưng mà nó vẫn là chậm. Câu hỏi đặt ra là có hay không. Thì chúng ta phân tích một chút cái lời giải số 2, chúng ta sẽ viết chúng ta tìm ra được ngay nhé. Lời giải 2 là như sau, là với cái tư tưởng nó vẫn là cho chức k, chúng ta tính tạm n, tính xấp xỉ n, sau chúng ta tăng giảm n đi cho nó hợp lý. Thì với cái lời giải 2 này thì chúng ta sẽ phải tăng n lên sao cho nó đủ thêm quy số nữa
thêm quy số mà thuộc cái dạng ta cần tìm nữa, được chưa? Mà quy ở đây là một số là nếu bạn được khá lớn, quy được khá lớn ở đây ta cho thấy này, ở đây quy bằng cái gì này, quy bằng 2p phẩy, p phẩy nó bằng là n phẩy chia 3, n thì nó bằng là n phẩy nó bằng n khoảng n chia 10. Vậy suy ra là số quy này, nó cái bài số 2 này thì cái 2 này số quy này nó xấp xỉ với bài số 2 này nhé. Với cái lời giải số 2 này thì cái số quy này này, cái số quy này này, quy này nó xấp xỉ là n chia cho 15. Như vậy là với n là cỡ khoảng 1 tỷ. Cỡ khoảng 1 tỷ thì với k, với là k xấp xỉ là 1 tỷ nhé. Thì số quy này xấp xỉ là 1 triệu. Rất là chậm, nên là chậm là phải. Cho nên chúng ta phải tìm cách cách thứ ba là làm sao tìm được cái số n, tính n sao cho nó gần nhất, đúng nhất với sát nhất với số chúng ta cần tìm. Sau đó chúng ta sẽ tính rất tính chỉ làm sao cho rất nhanh. Được chưa? Như vậy ý tưởng gì? Cái ý tưởng lời giải 2 là chúng ta cho biết trước k tính xấp xỉ n, nhưng mà tính xấp xỉ của n của bài lời giải 2 nó chưa thật chính xác lắm. Cách thứ ba là chúng ta tìm cách tìm được cái cố gắng tìm cách tính xấp xỉ n đúng nhất có thể. Đó là cách số 3. Chúng ta cùng nhau phân tích cách số 3 nhé. Cách thứ ba nó hơi khó, tôi sẽ nói nhanh thôi vì ta không biết. Lời giải 3 là như sau. Lời giải 3 là như thế này, lời giải 3 là cũng là cho chiếc k bìa tính tính xấp xỉ n sao cho là chính xác nhất có thể, đấy, đó là cách giải 3 nhé. Thì bây giờ tôi sẽ đưa mô tả nhanh các bạn cái lời giải 3 mà tôi sẽ suy từ công thức mà tính thôi. Chúng ta nhớ lại cái định lý lúc nãy nha. Thì tôi viết lại công thức đó nhé. Lời giải 3 là suy như sau. Lời giải 3 là cái lời giải chúng ta tính từ công thức sau đây, tính từ cái bài lúc nãy đấy nhé. Đây này, lời giải 3 là suy từ cái suy từ công thức sau. Công thức này công thức tính ở phần trên đấy. Công thức này chính là công thức mà chúng ta đã làm phía trên rồi, chúng ta chẳng hạn. Chính là công thức này này. Đây này, chính là công thức. Đây này, công thức này. Cho chữ N thì cái số lượng các phần tử nằm trong từ 1 đến N mà thuộc cái dãy 1 ấy, dãy số 1 cái đầu tiên dãy từ bài là 9 là bằng 2p cộng s trừ đi 2p phẩy trừ s phẩy, trong khi đó p với s cũng được tính theo n được. Đây, thì là như sau, tôi viết lại công thức của chúng ta. Đây, lời giải 3 là như sau. Giải 3 như sau nhé. Là cho trước n, tôi giả sử là n không chia hết cho 3 và không kết thúc bởi 3. Tức là n là một số nằm trong dãy 1 đấy, nằm trong không kết thúc bởi 3. Khi đó các cái số thuộc dãy 1, các cái dãy mà của chúng ta cần tính ấy, được tính bởi công thức sau. Sau đây tôi thực hiện là K1 nhé. K1 bằng như sau này. Tôi lại có thức nó bằng là nó bằng như sau. Chúng ta nhớ lại một chút, nó sẽ bằng là 2 lần nhân với n chia 3, đây chính là p đấy. 2 chia 3 cộng với n mốt 3. Đây chính là p, đây chính là sc, đúng không? Sau đó là trừ đi 2 lần. Giờ nhớ lại nhé. Chỉ là n trừ 3. Đây không phải chia 10 mà chia 30, vì ta cần phải lại chia 3 nữa mà chia 10 nhân 3 là 30. Đấy. Đây chính là p phẩy
và sau là trừ đi gì, trừ đi cái số là gì, số đi số là n trừ 3 chia cho 10, đây sẽ là phẩy đấy, 1 3. Đó thì đây chính là công thức thôi, tôi kiểu này, tôi kiểu cái này là k phẩy, k phẩy đây là công thức tính chính xác, được chưa, chính xác cái số cho trước n, cho trước n nhé, thì cái k phẩy này chính là cái số số lượng các cái số thuộc dãy 1, được chưa, dãy dãy mà do cần tìm ấy, số các số mà nhỏ hơn bằng n mà thỏa mãn điều kiện là không chia cho 3 và có kết thúc không, có kết thúc mà không phải là 3. Đó, thì đó chính là cái công thức này. Như vậy bài toán chúng ta như sau. Bài toán chúng ta đặt ra như sau, bài toán chúng ta đặt ra là như thế này. Bài toán của chúng ta như sau, cái lời giải 3 là suy ra thì cái bài toán xong đây, cái bài toán là như sau, là cho chiếc k nhé. Cần phải tính số n sắp xỉ sao cho là k1, k phẩy này, k phẩy số này này gần với k nhất. Gần với k nhất có thể. Tức là nó chỉ cách k khoảng 1 2 số thôi. Cái lời giải hai là cái số k phẩy của chúng ta là cách k những một cái số là tương đương với n chia cho 15, và như vậy nó rất lớn. Khi mà n lên hơn 1 tỷ thì cái số cái lệch nhau giữa k phẩy và k trong lời giải hai nó cách nhau là khoảng hơn 1 triệu, nên là lớn quá. Thì phải làm sao mà tôi chỉ muốn cách nhau chỉ một vài số thôi. Thì đây chính là đáp án này. Để chúng ta nhìn vào công thức này nhé. Công thức này rất quan trọng, thực hiện là sao rất quan trọng này. Trong thức sau này nhé, thì cái chúng ta chú ý là cái n 13 này, cái số này nó chỉ nhỏ hơn không hơn hơn 3, chỉ là 0 1 2 thôi. Số này cũng chỉ là 0 1 2 thôi. Đấy, nó rất bé. Thì tôi có thể loại bớt đi hai cái này được không? Loại bớt đi lấy phần này thôi cho nó tròn số. Đó. Như vậy ý tưởng như sau là chúng ta làm thế nào chúng ta cần phải tính n sao cho cái số k này nó chính bằng cái này, cần tìm n sao cho số k đó nó chính bằng cái này, nó chính là bằng 2 nhân với n chia 3, tôi viết luôn 2 n chia 3 cho nó nhanh, đấy là tròn sau nhé, trừ đi 2 nhân với n trừ 3 chia cho 30. Đấy. Đấy. Làm tròn xấp xỉ cho nhanh. Thì khi chúng ta tính công thức này này thì khi đó thì cái k gọi là k phẩy đi, thì k phẩy này so với k này nó lệch nhau có mỗi gì, lệch nhau có mỗi là các số tại đây cùng lắm là 2, vậy cùng lệch nhau cùng lắm là 4 cộng với này nữa, sai số cùng lắm là 5 thôi. Thì ta suy ra như sau nhé, ta tính như sau này, ý tưởng của bậc của cái hai cái thứ ba này là như sau, chúng ta sẽ tính k như sau nhé, k sẽ bằng là gì, làm tròn đấy, 2n chia 3 đấy trừ đi 22 còn 15 bằng n trừ 3 trên 15. Được chưa? Tính này. Cái này là đáp số là 5, nó sẽ chính là bằng gì? Đồng lấy quy đồng số là 15, ở trên nó sẽ là 5, nó sẽ là 10. 10n trừ đi n trừ 3 chia cho 15. Đúng không nào? Bằng gì? 10 là bằng 9n cộng 3 chia cho 15. Vậy nó bằng gì? Bằng 3n cộng 1 chia cho 15. Đấy. Được chưa? Nó đây là sắp xỉ hết nhá, vậy suy ra như sau. Đấy. Vậy ta có như sau này. Chị Năm. Ta có là k sẽ tính sắp xỉ là bằng là 3n cộng 1 chia cho 15. Đúng không? Từ đó suy ra cái gì? Suy ra là 3n cộng 1 bằng là 15k. Đấy, 15k. Được chưa?
và từ đó suy ra như sau. À, đây là bài này cộng 3 chứ, à, đây là chia 5, đây là 5, đây là 5, 5, 5, chia 5, 5k. Vậy suy ra như sau, suy ra là n bằng bao nhiêu? N bằng là, suy ra gì? Suy ra là n bằng như sau. Đây nhé, n bằng đây là 5 nhé. Nhớ lại này, k bằng 2n chia 3 trừ đi n chia 3 chia 10 thôi. Ta ra quy một số vấn đề 15 nhé, là 10, đây là 5 này, 10 trừ 5 dương từ trừ 3 này, 15 này. 9 nhân cộng 3 chia cho 15. 3 này cộng 1 chia 5. Đấy. Tức là 3 này cộng 1 bằng 5k. Vậy sẽ là n bằng gì? N bằng là 5k. N bằng 5k trừ 1 chia cho 3. Thấy không nào? Ta có công thức này. Rất quan trọng luôn nhá. Chúng ta chú ý nhá. Đang có chú ý công thức đó nhé. Đấy. Như vậy là cách thứ ba như sau. Cách thứ ba là cho trước k, cho tính n sắp xỉ như này, thì với n như này đó, thì cái số lượng phần tử thuộc cái dãy một ấy, dãy chúng ta cần ấy, nó chỉ cách cái số k gốc của chúng ta, nó chỉ là cách suy ra cái số lượng mà cái đây. À, chúng ta như vậy, chúng ta viết bài này chúng ta làm như sau. Chúng ta suy ra cái là điều sau đây nhé, suy ra cái mệnh đề sau, cái công thức sau, những cái mệnh đề sau đây này. Mệnh đề sau nhé. Là cho trước k, cho trước k tính sắp xỉ, tính n bằng 5k trừ 1 chia 3. Đấy, 5k trừ 1 chia 3 nhé. Thì khi đó cái số lượng phần tử của cái dãy 1, tức là của dãy 1 nằm trong cái dãy là 1 2 3 n đó, nó sẽ khác gì? Số phần tử đó nó sẽ khác biệt với k, cùng lắm là gì, cùng lắm là 5 thôi, là 5 thôi, cùng lắm là 5 thôi, rất là ít, một số rất là ngắn. Thì với bài này thì chúng ta cho trước k, chúng ta tính n, sau chúng ta sẽ tăng giảm n lên, cùng lắm là 5 lần nữa và tính được chính xác số n. Thì với cái giải này thì chúng ta sẽ, cái giải của chúng ta sẽ hoàn toàn chính xác, sẽ có cái thời gian gần như tức thời luôn với mọi n, với mọi k. Được chưa? Thì bài này, từ bài này chúng ta sẽ có lời giải sau đây. Để tôi viết ra cái lời giải cuối cùng nhá. Lời giải 3 mới là lời giải chính xác hoàn toàn, là đúng là cái lời giải chính xác của cái bài toán này là như sau. Đấy, để tôi viết ra cái lời giải nhé. Chúng ta cùng nhau thấy nó rất hay cái bài này. Như vậy là cách 3, cái lời giải 3 này. Lời giải 3 là chính xác hoàn toàn. Chúng ta sẽ phân tích rất nhiều chính xác hoàn toàn nhé. Giải 3, ai làm đúng giải 3 này sẽ được 10 điểm luôn, sẽ được ra tức, sẽ được hoàn toàn, vì tức, nó sẽ giải 3 là với mọi cái đầu vào k thì đầu ra tính được cái số chính xác n đó, nó chỉ là gì, nó chỉ là tức thời. Nhớ sau nhé, để tôi mô tả giải 3 này, chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Đây.
input này là k này, và chúng ta kiểm tra nếu mà x là k mà nhỏ hơn n 3 thì chúng ta output luôn ra, output là k. Còn ngược lại chúng ta cũng phải tính nhé. Đấy, ngược lại phải tính như sau này. Và từ đây nhé, chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta đặt n, đấy n thì anh bỏ chuẩn này, bấm vào là đợi một chút nhé. Đây, lại ba đây, đấy, lại ba đây nhé. Đặt n bằng này, cái quan trọng, đấy, n bằng cái này này, n bằng là như sau, bằng công thức là 5k trừ 1 trừ 3. Đấy, cái này cũng quan trọng rồi, được chưa? Được chưa? Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ chúng ta sẽ điều chỉnh n sao cho n không chia hết cho 3, tự thủ n không chia hết cho 3 và không kết thúc bởi 3, là chúng ta biến đổi sao cho n nó là thuộc cái dãy đầu tiên ấy, không kết thúc bằng 3. Điều chỉnh một chút thôi. Sau là như sau nhá. Sau chúng ta tính một loạt những cái công thức sau này. Tính như cho tôi vừa nói lúc nãy này, chúng ta làm như sau nhé, là chúng ta đặt p bằng cái này, p bằng là n a như này, s bằng là n mốt 3. Đấy. Sau chúng ta đặt là n phẩy bằng là n trừ 3 trên 10 làm tròn số như này. Sau chúng ta đặt là chúng ta đặt p phẩy bằng n phẩy chia 3 và s phẩy bằng là n phẩy mốt 3. Đấy. Sau đó chúng ta tính cái số k phẩy là cái số, chính là cái số mà các phần tử mà thỏa mãn điều kiện đồng bài nằm trong khoảng từ 1 đến n. Theo công thức sau đây, công thức rất quan trọng này, bằng là 2 nhân với p cộng s trừ đi 2 nhân với p phẩy cộng s phẩy. Những công thức rất quan trọng. Đấy. Thấy chưa? Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh n. Bước tiếp theo là điều chỉnh n sao cho nó hợp lý. Cho điều chỉnh theo hai bước. Nếu mà k mà chúng ta đặt đây, chúng ta đặt là y bằng gì? Y bằng là y bằng k phẩy. Đấy. Và chúng ta điều chỉnh vì là nếu mà k phẩy mà nhỏ hơn k thì chúng ta điều chỉnh lên, viết tiếng Việt nhé, điều chỉnh lên, điều chỉnh tăng n lên để bổ sung gì, bổ sung thêm là k trừ đi k phẩy phần tử nhé, cho nó đúng. Vừa bổ sung lên này, ta vừa nói là bổ sung lên nó chỉ cùng lắm là 5 phần tử thôi, nó rất là nhanh. Còn ngược lại else thì chúng ta là điều chỉnh xuống, điều chỉnh giảm n xuống là k phẩy trừ k phần tử, chưa? Sau đó chúng ta output ra ngoài là n. Thì đây chính là cái phần rất quan trọng, đây chính là lời giải số 3 nhé. Đây là giải số 3, lời giải bài toán chúng ta sẽ, đây là giải số 3 của chúng ta đây. Giải thứ 3 là giải chính thức, chính xác hoàn toàn nhé. Tôi bị nhầm, nó bị ra ngoài này, bị nhầm đấy, thật được. Được chưa? Đây chính là cái lời giải số 3 là giải chính xác hoàn toàn nhé. Như vậy để hiểu là giải số 3, chúng ta phải hiểu là giải 1, là giải 2 thì ta mới hiểu là giải số 3 được, rất quan trọng. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài số 3 đó. Đây là bài số 2 nhé. Bài số 2 tôi đã ít chưa xong rồi. Đây tôi cho cái bài này, vừa là cái bài đang chạy trước nãy giờ là n bằng k bằng 1 tỷ là không ra nhé. Đấy. K bằng 1 triệu là ra ngay, k 1 tỷ thì không ra. Thì tôi ghi lại cái bài này, cái bài số 2 này.
Cái bài này là cái bài là bài 1. Bài 1 cách 2 nhé. Cách 2. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cách 3. Cách 3 thì chúng ta cần giữ lại rất nhiều phần này, chúng ta sửa một chút thôi vì nó giống cái cách đúng như ở đây mà. Chúng ta sửa lại một chút, không cần sửa nhiều như thế này. Chúng ta có thể dùng lại rất nhiều phần này, mà tôi sẽ kéo cái này xuống này. Và tôi chúng ta cùng nhau giữ lại cái kia rất nhiều phần của cái này vì tôi để ra ngoài ấy. Đấy. Đây cái bài như sau này. Nhập vào là cũng là số K nhá. Đây. Đấy. Và chúng ta tính N. Đấy, việc tính N như sau. Công thức của chúng ta rất quan trọng như N là này. N rất quan trọng này. N là bao nhiêu? N chính bằng cái này. N chính là bằng cái này đây. Đây chúng ta cùng nhau phân tích. Khi mà chúng ta thích tiếp chỉ N nhé. Đấy. N bằng cái này. 5K trừ 1 chia 3. Phần này phần rất quan trọng. Phần này này. Đó. 5K trừ 1 chia 3 nhé. Chúng ta về chỗ này là cái bài này là cái bài mà nó quan trọng ở chỗ này đây. Tính là cái xúc xỉ 5K trừ 1 chia 3. Chúng ta chú ý nhé. Rất quan trọng. Vì chúng ta cùng nhau làm cái này. Chúng ta sẽ tính N bằng 5K trừ 1 chia 3. Lấy phần nguyên của nó. Chúng ta lấy phần nguyên. Đây phần nguyên đây này. Nhá. Yeah. Phần nguyên này. 5K trừ 1 chia 3 hơi dài một chút nhá. Rồi chúng ta lấy phép chia đây nhé. Phép chia này là chia 3. Chia 3. Sau này phép trừ. 5K trừ 1. Cho vào đây này. Đấy. Chỗ này là phép nhân nữa. 5K. Đây 5. 5 nhân với K. 5 nhân với K. Điều ở đây này. Cái điều ở đây. Đấy, chỗ này cũng rất quan trọng. Tính N. N này là xấp xỉ. Rồi sau chúng ta tính cho chúng ta tính gì? Tính P, tính S, tính N phẩy, đúng không nào? Tính N phẩy, đây N phẩy đây này. Mà tính P phẩy, tính S phẩy. Ở đây chúng ta không tính Q mà chúng ta tính gì? Ở đây chúng ta tính một số khác là tính số là số K phẩy nhá. Thì đây đâu có K phẩy chưa? Ở đây chưa K phẩy đúng không? Tôi sẽ phải tìm một số là số K phẩy. K phẩy. Rồi làm như sau này. Ở đây P tính P tính S gì? Đây nhá. P S thì không phải cái này, đây là phần lần trước tôi bỏ cái này đi. Đấy, phần mới chúng ta đây là P chính là bằng là gì? P chính là bằng là bằng phần nguyên của N chia 3. Đấy, P chính là bằng phần nguyên của N chia 3. Đấy, phần nguyên nhé của N chia 3. Đấy. Phần nguyên của N chia 3. N đây. Còn S thì là lấy số dư. Số dư của N chia 3. Đây. Đây nhớ lại. Đây. P, S gì đây. Đây. P này. S gì đây. Đây. P, S gì nhé. Sau thì tiên N phải. N phải cho đây này. Giống như này. Nhớ. Mình tính P này. Tính S gì này. Tính N phải. Thì giống ở đây đúng không nào. N phải đây. N phải đây. Cái N ta bỏ đi này. Sau chúng ta tính P phải. Tính S phải. Giống hệt như vậy, không khác gì nhé. Đấy, tính P, tính S phải. Rồi. Sau đó chúng ta tính không phải là Q, mà chúng ta tính như sau. Chúng ta tính cái K phẩy. Đây là K phẩy. K phẩy. K phẩy bằng cái gì? K phẩy bằng cái này. K phẩy sẽ bằng là 2PS, 2P cộng S trừ đi 2P phẩy cộng S phẩy. Đấy. K phẩy rất quan trọng. Đây là với N này thì cái K phẩy chỉ là cái số lượng chính xác các cái số mà không chia cho 3, không kết thúc bằng 3 nằm trong cái dãy từ 1 đến N. Mà chúng ta kiểm tra K phẩy với K. Nếu bằng K thì ta y ra luôn, nếu mà nhỏ hơn K chúng ta tăng K lên, tăng N lên. Nếu mà lớn K chúng ta giảm N đi. Cái việc tăng giảm này chỉ là mất 5 lần là cùng thôi, nó thì ăn gần như tức thời mà nó rất là nhanh. Để chưa biết chúng ta làm cái phần này. Đây. K phẩy bằng cái này
trừ đi 2PS trừ đi 2P,S vậy chúng ta làm như sau? Chúng ta làm phép trừ, trừ đi nhé. Đấy. Đây là phần sau của nó. Đấy. Phần đầu còn phần đầu chính là cái này, cho thay bằng PS gì thôi. Đấy, phần đầu là tôi thay cái P và S gì vậy? Thay cái P và S gì? Thay cái, bỏ cái P này ra, thay cái P, thay cái P này vào. À, bỏ cái S phẩy này ra thì mẹ gì vậy mà. Hai PS trừ đi 2P phẩy S phẩy. Đây, đây là chính là K phẩy. Đó. Thì đây chỉ là phần rất quan trọng. Đấy, sau đó chúng ta đặt đặt Y bằng bao nhiêu? Đặt Y bằng đặt Y bằng K phẩy. Được chưa? Đây chỗ này này. Đặt Y bằng K phẩy. Y bằng K phẩy. Rồi, sau đó chúng ta cùng nhau lại phải làm phần chúng ta kiểm tra hai lần nhé. Đây. If nha. Yeah. If nếu mà K phẩy nhỏ hơn K chúng ta làm khác, lớn chúng ta làm khác. Nếu mà K phẩy mà nhỏ hơn K, nếu K phải nhỏ hơn K thì chúng ta làm, chúng ta tăng lên như nào đó đây. K phải mà nhỏ hơn K. Đấy. Thì chúng ta làm như này. Đây thì chúng ta, nếu K phải nhỏ hơn K chúng ta làm giống như ở đây. Giống như ở đây này. Đấy. Đưa vào đây nhé. Nếu K phải nhỏ hơn K chúng ta tăng lên trên K by 1 và kiểm tra nếu mà N là như này thì ta tăng Y lên một đơn vị. Đấy. Đó. Đây chúng ta đi vào đây này. Đấy. Chúng ta phải nhỏ hơn K này chúng ta tăng N lên, tăng N lên nhé. Nếu mà N là số thỏa mãn như cái đầu bài chúng ta thì chúng ta tăng Y lên 1, khi mà Y bằng không lại cứ mất đây thì có một cái repeat nữa cơ. Quên mất có một cái repeat nữa. Quên mất cũng đưa vào đây. Còn thêm một cái repeat until nữa. Đây. Repeat until. Lần thêm là y bằng k. Y bằng k rất quan trọng. Đấy. Chúng ta đưa cái này vào đây. Đấy. Được chưa? Đưa vào đây. Lặp. Tại vì cái lặp lần này nó chỉ làm khoảng 5 lần thôi. Còn trường mà k phải lớn bằng ai thì chúng ta làm như vậy, chúng ta giảm. Bước thứ hai chúng ta đấy, chúng ta L chúng ta giảm thì ở đây sẽ là giảm, đây sẽ là trừ 1 ở chỗ này này, ở chỗ này sẽ là trừ 1, ở đây là trừ 1 và kết thúc ra chúng ta xây N ra thì đấy chính là cái lấy chữ lời giải 3 đây, rất quan trọng luôn. Bây giờ kiểm tra nhé. Đây, với N bằng 3 thì nó phải là 4 này, với N bằng bằng 10 thì nó phải là 16 này, với N bằng 100 ngàn này, khoảng 100 ngàn này. Đấy. Với N bằng 1 triệu nhé, 100,000,123,6, đây là 1 triệu đấy, rất là nhanh. Tôi cho N bằng 1 tỷ này, 100,000,000, tôi này em mở 9 đi, đấy. Rất nhanh. Như vậy với cái bài này thì thời gian chạy cổ giải thứ ba này gần như là tức thời. Như vậy chúng ta dẫn đến cái kết luận là như sau, là cái bài cái lời giải ba là lời giải chính xác nhất nhé. Đây tôi có nhận xét như sau. Nhận xét là cái lời giải ba là cái lời giải ba này có thời gian chạy, có thời gian chạy gần như tức thời. Tức thời rất nhanh. Tôi kiểm tra nữa, tôi cho N bằng, tôi cho K bằng không phải 10 mà là không 1 tỷ mà là 10 tỷ nhé. 1 này, 10 tỷ này. 0,000,000,123, như vậy đây là 10 tỷ. Tất cả rất nhanh, là
không hạn chế n của bất kỳ, miễn là scratch hỗ trợ cái số n đó là nó được thôi, và nó làm bất kỳ thì ăn rất là nhanh. Đấy, thế mà chúng ta đã từ đây chúng ta đã hoàn thành cái bài số 3 nhé, bài đầu tiên. Đây là cái bài, đây là bài 1, cách 3 nhé, tốt nhất nhé, tốt nhất. Thế thì bài này lên lên cái bài tôi rất là hay, các bạn về các bạn cùng nhau suy nghĩ nhé, kiểm tra lại xem đúng hay sai nhé. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, nhưng mà tôi lại phải đi có việc bây giờ. Chúng ta sẽ quay lại sau, những cái bài này hay khó chút tôi bày về các bạn suy nghĩ thật cẩn thận. Lời giải này tôi gửi cho các bạn về nhà, các bạn kiểm tra lại cẩn thận, các bạn xem lại các lời giải mà tôi viết lên màn hình nhé, và chúng ta cùng nhau phân tích lại. Đây là một cái bài theo tôi là rất là khó luôn, thủ đoạn rất là khó đối với sinh tiểu học. Bây giờ tôi phải có việc, tôi phải đi mất rồi, không ở lại nữa. Các bạn chúng ta dừng ở đây nhé. Chào các bạn nhé.